Hôm nay chúng ta sẽ học về xác suất trường hợp lấy đồng thời hai viên bi. Câu hỏi: lấy đồng thời hai viên bi từ một cái túi chứa hai viên bi trắng và ba viên bi đỏ. Hãy tính xác suất lấy được hai viên bi đỏ. Trong túi có tổng cộng 5 viên bi. Đầu tiên, để phân biệt viên bi có màu giống nhau, ta sẽ đặt tên cho chúng. Ta chia viên bi trắng thành viên bi trắng 1, viên bi trắng 2 và viên bi đỏ 1, viên bi đỏ 2, viên bi đỏ 3. Tiếp theo, ta viết tất cả những cách có thể để lấy được hai viên bi. Lúc này, để tránh viết trùng và bỏ sót, ta nên viết theo thứ tự. Đầu tiên, nếu xét trường hợp lấy cùng viên bi trắng 1, thì ta hãy viết theo thứ tự hàng dọc các cách lấy những viên bi khác viên bi trắng 1 với nó. Ngoài viên bi trắng thì ta có 4 cách lấy khác. Tiếp theo, ta xét đến trường hợp lấy viên bi trắng 2. Điểm cần chú ý ở đây là không lấy trùng lại viên bi trắng 1. Vì sẽ viết ra trước trường hợp lấy viên bi trắng 1 và viên bi trắng 2, nên nếu viết viên bi trắng 1 thì ta sẽ viết trùng thành 2 lần. Vì vậy, ta sẽ viết từ viên đỏ 1. Như vậy, có 3 cách với 3 viên đỏ. Ta sẽ xét tiếp trường hợp lấy viên đỏ tương tự. Để tránh viết trùng, ta sẽ chỉ viết 2 cách lấy viên bi đỏ 2 và viên bi đỏ 3. Ta sẽ đánh dấu vào những trường hợp đúng với yêu cầu đề bài. Vì bài tập yêu cầu tìm xác suất lấy hai viên bi đỏ, nên ta sẽ đánh dấu vào những đáp án khớp và đếm số lượng đó.
Cuối cùng, ta đưa ra đáp án cuối cùng. Tổng số lượng cách có thể lấy được là 10, nên ta viết mẫu số là 10. Còn tổng số lượng cách khớp với đề bài là 3 cách được khoanh tròn màu xanh, nên ta có tử số là 3. Vì không thể rút gọn được nên ta có xác suất là 3 phần 10. Tiếp theo là phần luyện tập. Sau khi câu hỏi hiện ra, các em hãy bấm nút để màn hình dừng lại, rồi sau đó mới thực hiện giải bài. Giải xong thì bấm nút để câu hỏi hiện ra, rồi khoanh tròn vào câu mình vừa giải. Giờ chúng ta sẽ so đáp án với nhau nhé. Nếu ta viết ra được tất cả các cách lấy hai viên bi thì ta sẽ có 10 cách. Câu hỏi 1, hãy tìm xác suất lấy một viên bi đỏ và một viên bi xanh. Vì số lượng cách lấy khớp với đề bài là 4 cách nên ta có 4 phần 10. Rút gọn phân số là ta có đáp án là 2 phần 5. Câu hỏi 2, hãy tìm xác suất không xuất hiện viên bi vàng. Vì số lượng trường hợp đúng là 6 cách nên ta có 6 phần 10. Rút gọn phân số là ta có đáp án là 3 phần 5. Cuối cùng là phần ôn tập bài ngày hôm nay. Câu hỏi: lấy đồng thời hai viên bi từ một cái túi chứa hai viên bi trắng và ba viên bi đỏ. Hãy tính xác suất lấy được hai viên bi đỏ. Trong túi có tổng cộng 5 viên bi. Đầu tiên, để phân biệt viên bi có màu giống nhau, ta sẽ đặt tên cho chúng. Ta chia viên bi trắng thành viên bi trắng 1, viên bi trắng 2 và viên bi đỏ 1, viên bi đỏ 2 và viên bi đỏ 3. Tiếp theo, ta viết tất cả những cách có thể để lấy được hai viên bi. Lúc này, để tránh viết trùng và bỏ sót, ta nên viết theo thứ tự. Đầu tiên, nếu xét trường hợp lấy cùng viên bi trắng 1, thì ta hãy viết theo thứ tự hàng dọc các cách lấy những viên bi khác viên bi trắng 1 với nó. Ngoài viên bi trắng thì ta có 4 cách lấy khác. Tiếp theo, ta xét đến trường hợp lấy viên bi trắng 2. Điểm cần chú ý ở đây là không lấy trùng lại viên bi trắng 1. Vì sẽ viết ra trước trường hợp lấy viên bi trắng 1 và viên bi trắng 2, nên nếu viết viên bi trắng 1 thì ta sẽ viết trùng thành 2 lần,
Vì vậy, ta sẽ viết từ viên đỏ 1. Như vậy, có 3 cách với 3 viên đỏ. Ta sẽ xét tiếp trường hợp lấy viên đỏ tương tự. Để tránh viết trùng, ta sẽ chỉ viết 2 cách lấy viên nghi đỏ 2 và viên nghi đỏ 3. Ta sẽ đánh dấu vào những trường hợp đúng với yêu cầu đề bài. Vì bài tập yêu cầu tìm xác suất lấy hai viên bi đỏ, nên ta sẽ đánh dấu vào những đáp án khớp và đếm số lượng đó. Cuối cùng, ta đưa ra đáp án cuối cùng. Tổng số lượng cách có thể lấy được là 10, nên ta viết mẫu số là 10. Còn tổng số lượng cách khớp với đề bài là 3 cách được khoanh tròn màu xanh, nên ta có tử số là 3. Vì không thể rút gọn nên ta có xác suất là 3 phần 10. Bài học hôm nay là về cách tìm tách biệt những viên bi trong bài tập tìm xác suất lấy hai viên bi cùng lúc. Nếu có hai viên bi trắng, ta hãy phân biệt ra và đặt tên viên bi trắng 1, viên bi trắng 2 như bài tập này. Các em đã hiểu các bước làm chưa? Các em hãy thử làm những bài tập khác dạng này nhé. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc.